Tình hình tội phạm ma túy vẫn đang diễn biến phức tạp trên tất cả các tuyến trọng điểm với một số lượng ma túy bị thu giữ liên tục gia tăng. Ma túy núp bóng nhiều thể loại đã xuất hiện ở Việt Nam từ nhiều năm trước. Tuy nhiên gần đây, các biến thể của ma túy phức tạp hơn, ẩn nấp dưới dạng thuốc lá điện tử hoặc là thực phẩm cũng như là nước uống như là bánh kẹo, cà phê, nước vui, nước hoa quả, nước đông trùng. Ma túy cũng được phát hiện dưới dạng thuốc lá dùng để hút như là thuốc lá điện tử, thuốc lá thế hệ mới, thuốc lá điếu, thuốc lá sợi, thảo mộc khô và dạng sản phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe, làm đẹp. Theo các báo cáo của lực lượng chức năng, đối tượng mua bán sử dụng hầu hết là giới trẻ, trong đó có cả trẻ vị thành niên. Thưa quý vị, mới đây thì Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa phát đi cảnh báo với người dân hãy cẩn trọng với ma túy mới núp bóng dưới dạng tên gọi là sô-cô-la bay. Thủ đoạn của các đối tượng buôn bán ma túy là trộn ma túy vào trong bánh kẹo này, đồ uống này, thực phẩm, rồi là thuốc lá điện tử với thiết kế bao bì rất bắt mắt, hương vị mới, thu hút và dễ dàng tiếp cận với giới trẻ. Đây là loại ma túy rất phổ biến và đang được bày bán ở thị trường, gọi đó là nước vui. Ngoài ra đây là các ống tinh dầu có chứa thành phần cần sa. Thì những loại này là sau khi hút một thời gian là chắc chắn 100% là sẽ gây nghiện, là một. Thứ hai là ảnh hưởng đến hệ thần kinh, ảnh hưởng đến các cơ quan về hô hấp. Rồi thậm chí là có nhiều trường hợp ghi nhận là bị ảo giác, hoang tưởng và thậm chí là nhồi máu cơ tim, đột quỵ, được ghi nhận giới trẻ không chỉ ở Việt Nam mà ở kể cả ở các nước trên thế giới. Ngoài những loại ma túy trên thị trường hiện tại cũng tồn tại loại ma túy có tên sô-cô-la bay với những chiếc hộp được thiết kế nhiều màu sắc, hình ảnh bắt mắt như thế này, được đăng tải công khai trên mạng xã hội. Theo Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, chất có trong sô-cô-la bay thuộc nhóm chất cần sa tổng hợp. Còn theo các chuyên gia y tế, cần sa tổng hợp độc hơn gấp nhiều lần so với cần sa thông thường. Hiện nay cái số ma túy nó chuyển hướng qua cái việc là núp bóng. Mà trong cái giới trẻ hiện nay là các em á, về cơ bản á, là nhận thức các em chưa tới. Chúng ta mặc dù chúng ta tổ chức tuyên truyền như vậy nhưng mà về nhận thức về tác hại của ma túy, các em cũng chưa nghĩ là sâu xa về vấn đề này. Còn riêng mà các em sử dụng cái việc mà những cái ma túy núp bóng là do các em tò mò. Qua đấu tranh, lực lượng công an ghi nhận các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn nhập ma túy dạng bột trái phép từ nước ngoài về Việt Nam để bào chế, gia công, chia nhỏ dạng viên để ngụy trang, cất giấu trong các loại hàng hóa, thực phẩm, thuê căn hộ chung cư để cải tạo, làm nơi cất giữ, tổ chức mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, mục đích là nhắm thẳng đến giới trẻ.